Cứ nam thần nào kết đôi với Đàm Tùng Vận xong đều đóng phim Đam Mỹ hoặc Song Nam Chủ. Lại Văn Hy, Tống Uy Long hay Trương Đơn Hành đều góp mặt trong các tác phẩm Đam Mỹ Song Nam Chủ sau khi nên duyên với Đàm Tùng Vận trên màn ảnh. Ở thời điểm hiện tại, Đàm Tùng Vận là một trong số ít những gương mặt thuộc thế hệ nữ diễn viên sinh năm 9X vừa có nhan sắc vừa có khả năng diễn xuất, được công nhận qua các tác phẩm ăn khách như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Từng Đóa Màu Sóng Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Vừa được công chúng yêu mến vì có đời tư trong sạch. Và có một điều khá bất ngờ, hầu hết các nam diễn viên sau khi đóng cặp với cô nàng đều tham gia hoặc có tin đồn sẽ góp mặt trong các tác phẩm Đám Mỹ Song Nam Chủ. La Vân Hy. Không nhiều người biết rằng La Vân Hy và Đàm Tùng Vận từng yêu nhau trên màn ảnh rộng. Năm 2012, nam diễn viên sinh năm 1988 thủ vai chính Quách Dương trong Gặp Anh Ở Thời Gian Đẹp Nhất cùng Đàm Tùng Vận viết nên câu chuyện tình yêu thanh xuân vừa đẹp đẽ vừa bi thương. Dẫu không đến được với nhau nhưng Quách Dương và Dương Phương Phương đã dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong tháng năm tuổi trẻ khốn khó của mình. Sau khi lên hương với nhân vật Nguyễn Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương, La Vân Hy nhận được hàng loạt kịch bản truyền thể, trong đó có Hạo Y Hành dựa trên nguyên tác Đam Mỹ, tên Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn. La Vân Hy hóa thân thành Sư Tôn Sở Vãn Ninh, người dìu dắt bà dạy dỗ Mạc Nhiên Trần Phi Vũ từ bé. Trong quá trình trưởng thành, Mạc Nhiên hiểu lầm Sở Vãn Ninh và hắc hóa, tìm cách ngược Sư Tôn đủ đường. Ngô Lỗi. Trong Thiếu Nữ Đoàn Phong, bộ đôi Diệp Phong, Ngô Lỗi và Huyền Huỳnh, Đàm Tùng Vận được không ít người đẩy thuyền nhờ những màn trí chóe hài ước. Dù oan gia ngõ hẹp nhưng Diệp Phong lại là người hiểu Huỳnh, tin tưởng để gửi gắm tâm sự và xin lời khuyên. Tuy Ngô Lỗi sinh sau Đàm Tùng Vận gần một thập kỷ, nhưng khi đứng chung một khung hình, khán giả chẳng hề nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa cả hai. Cùng với La Vân Hy, Ngô Lỗi là khách quen trên Bilibili, nơi các fan girl tỏa sức đăng tải các video đủ thể loại chủ đề. Ban đầu Ngô Lỗi và La Vân Hy được đông đảo hủ nữ ghép đôi vì Ngô Lỗi đừng đóng vai xương quá, còn hình tượng Nhật Ngọc vận y phục trắng mang đến cảm giác thanh tao đầy điên khí như tiểu long nữ. Thậm chí cặp đôi này còn được đặt tên Oero. Năm 2020, bộ phim Song Nam Chủ đề tài Esports mà Ngô Lỗi đóng chung với Lộc Hàm Đột Kích xuyên qua hỏa tiễn được công chúng đón nhận thồng nhiệt. Ngay sau đó dự tin Ngô Lỗi sẽ tham gia dự án Trương Công Án cùng Tỉnh Bách Nhiên, nhưng anh chàng đã thật kèo vào ngay phút chót. Sau ồn ào xé phiên và bị Tencent dìm hoạt động, Ngô Lỗi đừng được đồn đoán sẽ góp mặt trong phim Nam Mỹ Độc Thầm. Tống Uy Long. Ngoài Ngô Lỗi, Đàm Tùng Vận từng có duyên với chàng trai sinh năm 1999 khác Tống Uy Long. Có thể nói màn kết hợp của cả hai với Trương Tân Thành trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là màn kết hợp thành công nhất nửa cuối năm 2020 của Đài Hồ Nam. Không chỉ mang tới những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào, cả hai còn đem đến những phút giây chữa lành tinh thần cảm động. Sau sự ra đi được cho là của Ngô Lỗi, Tống Uy Long chính là cái tên đảm nhận vai Trương Bình trong Trương Công Án sánh đôi cùng Lan Giác Tỉnh Bách Nhiên. Chưa rõ sau khi chuyển thể Trương Bình và Lan Giác có bản hin hay không, nhưng theo nguyên tắc của Đại Phong Quá Quá, Trương Công Án là tiểu thuyết phá án có hai nam chính không phải Đam Mỹ, giữa hai nhân vật chỉ có tình huynh đệ cấp trên cấp dưới. Trương Tân Thành, Hứa Ngụy Châu. Không chỉ trở thành anh em trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hay có một quan hệ họ hàng ở series Trần Hoa Cao Trung Tam Bộ Khúc, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận còn đi chung sâu bạn bè thân thiết ngoài đời. Trước khi được khán giả biết tới rộng rãi về vai Nâm Xương của Xin Chào Ngày Xưa ấy, Trương Tân Thành từng là nam chính của Nam Thần Mạnh Nhất, một bộ phim được thực hiện dựa trên Đam Mỹ cùng tên của tác giả Điệp Chi Linh. Ngoài Ngô Lỗi, Nam Thần Thanh Xuân cũng được đồn đoán gương mặt đảm nhận nhân vật Phí Độ trong Độc Thầm. Phố Ma Dương Thân Yêu là tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu và Ngưu Tuấn Phong. Bộ phim đưa khán giả trở về những năm 80 của thế kỷ trước, thời mà Mã Hiểu Hiểu, Đàm Tùng Vận làm quen rồi yêu Âu Tiểu Kiếm, Hứa Ngụy Châu say đắm nhưng không thể kéo anh ra khỏi vòng xoáy của thanh niên xã hội. Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên Hứa Ngụy Châu chính là chàng trai nổi tiếng nhờ web drama Đam Mỹ Hàng Thật Giá Thật Đỉnh Đám một thời Thượng Ẩn. Tuy Thượng Ẩn từng bị cấm chiếu ngay cả chương trình giải trí quốc dân, Happy Camp mà Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du tham gia cũng không được phép lên sóng, nhưng không thể phủ nhận sự nghiệp của nam ca sĩ diễn viên họ Hứa chính thức sang trang nhờ bộ phim này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.